hết cả kẹo Uba nữa à? Sao mà con người ăn nhanh thế nhỉ? Nhưng mà cô không biết. Con ăn gì mà nhanh thế? Bảo phần cho Hồng Anh rồi thì đấy. Ăn hết. Ba à? Ờ. Kẹo ra lâu rồi mà vẫn đắt thế. Chưa giảm giá một tí nào cả. Vâng. Kẹo xịn nó chẳng đắt hả mẹ? Mẹ lấy cho xem đi. Đây. Đâu đâu. Wow. Kẹo Bu Ba. Ui, Bu Ba Big Bun này. Ui, mẹ có kẹo Big Bun đó mẹ. Ờ. Wow. Mấy mẹ có Big Bun là kẹo gì mà mẹ mua? Cô bán hàng mà kẹo mới đấy. Mua thử cho con ăn đấy. Wow. Nhưng mà mẹ có tin được cô đấy được không? Thật mà. Cô thì bảo là vào YouTube mà xem. Người ta toàn ăn kẹo này thôi. Mà thế là mẹ kiếm mà con không biết. Gì đâu. Nghĩa có thấy ngon bằng Cuba không? Ờ. Mẹ cũng thấy thế. Thế mà nó đắt gần bằng Cuba đấy. Ừ. Kẹo này vẫn không ngon bằng Cuba lắm nhỉ? Vâng. Này thôi, ăn nữa đi con. Con ăn một miếng thôi. Này có bé không? Ờ. Ngon lắm. Ngon không? Có. Ăn cũng được. Ơ mẹ ơi, mẹ cho con trả cái hộp kẹo này à mẹ? Lấy đâu ta? Kẹo này mua đắt, ai cho nó ăn? Vâng. Con ăn để mẹ ăn. Vâng. Ăn cho nó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chị chung rồi. Ơ, mẹ về đây con. Xếp gọn rồi con nhá. Làm xong việc thì mẹ thôi. Gọn này.
ngon lắm. Mẹ cho con hai hộp kẹo này để mẹ mang cho bạn con ăn với. Ờ. Mai lên cho các bạn ăn. Vâng. Các bạn thích ạ. Thì nó ngon. Mà con đừng cho các bạn ăn nhiều để dành mà ăn dần. Vâng. Chắc kẹo ấy mẹ ăn vào. Cất đi một tí nữa Hồng Anh nó lại làm xin. Vâng. Bây giờ làm nào mà cất được cái kẹo nhỉ? Cứ để một... cái ruột này thôi. Con tìm cái gì thì được cái này. Dạ. Mở bay lên rồi. Để em vào đây. Nó ngon ra nó xin mà hết luôn. Đây cái đấy rồi. Đây cái đấy rồi. Hết luôn. Cái sạch luôn. Bích Bun à? Lấy Bích Bun này ăn nhá. Bích Bun ốc. Thì ăn hết kẹo rồi kìa. Vâng hả? Ăn nhanh đi con. Ăn đó rồi nè. Bảo phần cho Hồng Anh một tí thì không phần. Con quên. Có mắt mẹ bảo anh ăn hết, không phần con thì có. Mà hết rồi Hồng Anh ơi. Con mẹ mua cho nhá. Vâng ạ. Thế mẹ cho ăn kẹo. Ăn kẹo Cuba đi. Ừ. Kẹo Cuba. Nghĩa là em hết cả kẹo Cuba nữa à? Ừ. Sao mà con mình ăn nhanh thế nhỉ? Nhưng mà con không biết. Con ăn gì mà nhanh thế? Bảo phần cho Hồng Anh rồi thì đấy. Ăn hết. Kẹo ngon con phải ăn nhanh không mẹ? Mẹ đã bảo phần cho Hồng Anh một ít rồi. Cuba lại hết mất rồi Hồng Anh ạ. Thôi để lần sau mẹ cũng mua cho nhá. Mua cho cả hai loại ăn. Mẹ ơi, thế cho con xin hai cái hộp đi ạ? Mà hết kẹo thì con xin hộp làm gì? Con thấy cái hộp này đẹp thì con xin. Không, cái hộp này mẹ còn phải dùng. Thôi để lần sau mẹ mua, mẹ cho luôn cả hộp nhá. Vâng. Mà thôi, con đi nhặt rau nấu cơm, muộn rồi. Ừ, mẹ nói rồi. Được rồi đấy. Mà mẹ con mẹ đi kẹo, nó cũng 3 lít. Nhớ cẩn thận mà nó lại biết đấy. Không biết đâu mẹ. Hôm nay con mang cho bạn ngon rồi nè. Không nhớ. Cất luôn. Không có ăn nữa.